nay mình đang ở thị trấn Vạn Ninh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Hôm nay nhà mình chuẩn bị đi thuyền ra ngoài đảo chơi. Đây đang làm thủ tục để đi ra đảo. Rồi đi ra đảo thôi. Chúng mình đi ra đảo nào. Rồi lên tàu thôi Tom ơi. Rồi đi xuống. Xuống đi vô đi. Rồi đi vô trong á. Rớt điện thoại bây giờ hả? Không quay nữa hả? Quay nữa không? Rớt điện thoại bây giờ hả? Con đường dưới biển này, đi xuyên từ đảo này qua đảo kia này. Thì bộ đường hiện tại thì do thủy triều lên nên không thấy đường. Đây cá nhiều lắm. Cá này
rồi ông ơi. Con gà nè. Đây ba đang quay nè. Quay hả? Ừ. Trời, hôm nay cả nhà mình đi tàu lửa. Đây, đây là trong buồng buồng tàu đây. Đây buồng tàu mình đây, nhà mình thuê nguyên một buồng luôn, hai cha con mình thôi. Đó. Có giường nằm này, có chăn luôn này, đẹp chưa nè? Đẹp không? Ồ, wow, có hoa nữa nè. Có cửa này nè, rồi tôi lại đóng cửa cho ba đi. Cứng như vậy. Nhà ba coi nè. Ê, ghê quá. Ghê đó. Ê. Ghê đó. Đó, được rồi đó. Đó. Thôi, lên nằm đi. Ôi, anh nằm đây. Đây. Đây, đây, ở trên có như nằm nữa nè. Tôi lên trên nằm không? Gì vậy? Là lên trên cái nằm. Không. Hả? Trời ơi. Không té đâu. Hả? Không té đâu. Leo lên lên đi. Không lên được hả? Lên anh Tôn leo lên hả? Xin chào. Xin chào. Cao chưa? Rồi, lên này thôi. Lên này thôi. Khăn, đứng đi.